Như chúng ta đều biết, quay video là quá trình cảm biến của thiết bị quay ghi nhận lại hình ảnh về sự vật, hiện tượng nhờ vào ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì dĩ nhiên là camera sẽ chẳng thể ghi nhận lại được điều gì. Và cũng nhờ có ánh sáng thì đôi mắt của chúng ta có thể có được cảm nhận về sự vật, hiện tượng nhờ vào hình dáng, màu sắc, kích thước của sự vật hiện tượng đó. Và từ đó thì đưa lên não bộ xử lý và giúp chúng ta có được cảm nhận về các cái đồ vật khác nhau cũng như các nhân vật, các chủ thể khác nhau. Và với các thiết bị camera thì cũng hoạt động theo cơ chế tương tự như vậy. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể setup máy quay để camera có thể ghi nhận lại chính xác, chuẩn xác nhất màu sắc của từng đối tượng, từng chủ thể, từng nhân vật, từng sự vật, từng đồ vật có trong cảnh quay của chúng ta. Hãy cùng mình đi tìm lời giải trong video tập 7 ngày hôm nay của Sách Máy Lên Quay. Và mình là Huy, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Học Làm Phim. Trong vòng tròn màu sắc, chúng ta có nhiều cặp màu tương phản đối xứng với nhau qua tâm vòng tròn. Ví dụ như chúng ta sẽ có màu cam ở một bên và đối lập với nó là màu xanh dương ở bên còn lại. Cặp màu này cũng tạo cho chúng ta cảm giác màu với hai sắc thái đối nghịch nhau. Màu cam cho ta cảm giác nóng và màu xanh dương cho ta cảm giác lạnh. Hay nói cách khác, đây chính là những yếu tố tạo nên cảm nhận về nhiệt độ màu trong quay phim. Chúng ta có thể thấy ánh sáng cam xuất hiện trong ánh sáng từ ngọn nến, đèn sợi đốt hay ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Ta gọi chúng là ánh sáng ấm. Ở chiều ngược lại, ánh sáng màu xanh xuất hiện trong ánh sáng đêm trăng, ánh sáng ngày nhiều mây hay ánh sáng sau khi mặt trời lặn. Chúng được gọi là ánh sáng lạnh. Và trung hòa giữa ánh sáng nóng và ánh sáng lạnh là ánh sáng trắng, hay là chính là nguồn sáng tự nhiên mà chúng ta thường thấy nhất từ ánh sáng mặt trời tự nhiên ở bên ngoài trời. Mắt thường của chúng ta có khả năng cảm nhận được những khác biệt về nhiệt độ màu, từ đó tự điều chỉnh, tự cân bằng giúp chúng ta có thể nhận biết và phân biệt được các màu sắc khác nhau. Và kể cả bạn có nhìn ở trong bóng tối hoàn toàn không có một chút nguồn sáng nào thì chỉ sau khoảng 50 phút thôi, khi đôi mắt của chúng ta dần dần thích nghi, làm quen với môi trường bóng tối rồi thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy các đồ vật ở trong phòng, phải không nào? Nhưng với cảm biến của máy ảnh, máy quay thì lại không làm được điều tương tự. Và đây là một bất cập đem tới cho chúng ta một công cụ mang tên White Balance, cân bằng trắng, như là một phương pháp để cảm biến của các thiết bị quay có thể ghi nhận lại được chính xác nhất màu sắc của các sự vật, hiện tượng, các chủ thể, để từ đó đem lại sự tương đồng so với mắt thường của con người, giúp chúng ta có được cảm nhận về một hình ảnh chân thực. Và nói một cách đơn giản nhất thì có thể hiểu rằng cân bằng trắng là quá trình chúng ta lấy màu trắng, trả màu trắng về cho nó theo đúng nghĩa là màu trắng. Ví dụ ở trong cảnh quay của chúng ta có một đồ vật, nó là màu trắng. Nếu chúng ta cân bằng trắng sai thì cái đồ vật này có thể bị ngả sang màu vàng hoặc ngả sang màu xanh dương. Nhưng khi chúng ta đã cân bằng trắng đúng rồi thì cũng kéo theo các màu sắc khác sẽ được trả về đúng theo, và chúng ta sẽ có các khối màu, các màu ở trong cảnh quay được đưa về chuẩn xác và chính xác so với mắt thường của con người. Các thiết bị máy ảnh, máy quay hay thậm chí là smartphone ngày nay thì đều được trang bị tính năng tự động cân bằng trắng, Auto White Balance. Nhưng tuy nhiên, trong một số trường hợp, trong một số điều kiện môi trường sáng phức tạp với nhiều nguồn sáng, với các nhiệt độ màu khác nhau thì tính năng này hoạt động cũng chưa chắc đã hiệu quả. Và để chuẩn xác nhất, chính xác nhất thì chúng ta hãy cân bằng trắng thủ công bằng tay. Sẽ có hai phương pháp, hai cách làm để các bạn có thể cân bằng trắng được. Cách thứ nhất là sử dụng tính năng cân bằng trắng có trên các thiết bị máy ảnh, máy quay. Sau khi đã setup xong ánh sáng của cảnh quay rồi, chúng ta hãy bật tính năng này lên và đưa ở phía trước ống kính một tờ giấy trắng để camera có thể hiểu được đó chính là một vật thể màu trắng. Từ đó tự động cân bằng trắng và tạo ra một thông số nhiệt độ màu K chính xác nhất. Còn nếu camera của các bạn không có tính năng này thì chúng ta có thể thực hiện cách số 2, thay đổi nhiệt độ K một cách thủ công trên thiết bị. Nếu với điều kiện môi trường ánh sáng ngoài trời thì nhiệt độ K sẽ thường ở mức 5600K. Trong điều kiện ánh sáng trong nhà, đèn vàng, chúng ta có thể set độ K là 3200. Còn nếu là không gian ngoài trời, nhiều mây, thiếu ánh mặt trời, chúng ta có thể set tới 6500 độ K. Ở cách set thông số độ K thủ công như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi về màu sắc
của các đối tượng, các chủ thể, các nhân vật có trong cảnh quay nhờ vào việc từ từ tăng hoặc giảm thông số độ K ở trên thiết bị camera. Và các bạn hãy lưu ý, hãy cố gắng tập trung vào những điểm, những đồ vật có màu trắng ở trong khung hình. Còn với những cảnh quay có nhiều nguồn sáng phức tạp như cảnh quay mình đang setup ở đây thì chúng ta có thể lấy thông số độ K một cách an toàn nhất ở mức 4800 độ K. Có thể tăng hoặc giảm một chút xíu lên 4900 hoặc là 4700. Như mình thì mình đang set là 4900. Đây là một thông số an toàn ở mức xấp xỉ 4800 độ K. Vậy thì tổng kết lại, ở trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cân bằng trắng và nhiệt độ màu, và từ đó có được hai cách thức, hai phương pháp để cân bằng trắng trước mỗi cảnh quay. Chúng ta hãy lưu ý cố gắng thực hiện thao tác cân bằng trắng trước mỗi cảnh quay sau khi đã setup xong tất cả các nguồn sáng rồi, để đảm bảo lấy được đúng, chính xác, chuẩn xác nhất màu sắc của các đối tượng, các chủ thể, nhân vật trong cảnh quay. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì về cân bằng trắng, White Balance thì có thể để lại ở phía dưới comment của video này. Còn nếu cảm thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe channel YouTube của kênh Hào Làm Phim. Và đừng quên ấn nút chuông ở phía bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 8 của Sách Máy Lên Quay.